Kính thưa chủ tọa đoàn cùng các đồng nghiệp trong hội trường và các đồng nghiệp ở đầu cầu, thì hôm nay tôi xin mặt thay mặt nhóm nghiên cứu xin trình bày kết quả điều trị COVID nặng trẻ em ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Phải nói rằng là trong cái bối cảnh là đại dịch đó, thì người lớn là phải nói rất là nặng nề, nhưng mà lúc đầu trẻ em thì cũng rất ít, nhưng mà khi cái sóng dịch thứ tư lên đó, thì bắt đầu số ca đông lên thì cái số ca nặng cũng cũng nhiều lên, thành ra chúng tôi cũng phải cũng vất vả cho những cái ca nặng, đặc biệt là cái nhóm mà trẻ vị thành niên mà dư cân béo phì đó, điều trị rất khó khăn. Thì cái phần trình bày của chúng tôi gồm có các phần là đặt vấn đề, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận và kết luận. Thì trong cái 2021 này thì ở Bệnh viện Nhi đồng phố tiếp nhận là trên 2.500 các trường hợp, và nó rải đều nặng ở trong cái nhóm tháng 7, tháng 8, tháng 9. Và chúng tôi cũng ghi nhận có 165 trường hợp là trẻ nặng nguy kịch. Và trong cái nghiên cứu này chúng tôi cũng muốn xác định các cái mục tiêu về các cái biện pháp hỗ trợ hô hấp tuần hoàn, hỗ trợ cơ quan cũng như là các cái thuốc điều trị và cái tỷ lệ tử vong. Thì chúng tôi chọn những trường hợp mà dương tính với SARS-CoV-2, rồi chúng tôi sử dụng cái phác đồ của Bộ Y tế. Thì mình biết cái Nhi cũng khó khăn lắm, tại vì phác đồ Bộ Y tế đã qua 7 lần cái vạch xanh thứ 7 là chủ yếu là người lớn, thì trong đó có nhắc một cái mảng nhỏ Nhi thôi. Thành ra chính vậy cũng phải phối hợp với lại cái nhóm các bác sĩ nhi khoa, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam, để mà hình thành một cái phác đồ nhi COVID trẻ em, và qua đó thì chúng tôi áp dụng để điều trị. Thì kết quả thì trong 165 trẻ mà nặng này đó, thì cái tuổi là trung vị là 11 tuổi, và cái nhóm mà trên 10 tuổi thì nó cũng chiếm hơn một nửa, và người ta thấy là nam với nữ thì không có khác biệt. Cái nhóm dư cân thì chiếm khoảng 13%, và cái ở ở thành phố là chủ yếu, và cái điều trị tuyến trước thì bệnh viện chúng tôi thì là do tuyến cuối, thành ra các bệnh viện dã chiến mà có nhi mà nặng thì chuyển về Nhi đồng thành phố. Và cái độ nặng thì cái nhóm mà nặng thì chiếm 2/3, còn độ nguy kịch là 1/3, và bệnh lý đi kèm thì cũng có 8% các trường hợp là các cái bệnh về máu, rồi bệnh về thận, vân vân. Cái biểu hiện mà hô hấp á, thì mình thấy là thở nhanh, là trong đó có 2 trường hợp vô ngừng thở luôn, rồi tím tái, rồi có rút lõm ngực, co kéo liên sườn hoặc phồng cánh mũi. Và đặc biệt cái chỉ số B trên F á, là cái nhóm nặng dưới 100 á, là chiếm 20%. Và cái ngày xuất hiện biến chứng mà siêu hấp á, thì ta thấy là khoảng ngày 5, ngày 7 là đa số. Ở người lớn thì có thể trễ hơn, nhưng mà ở trẻ em thì sớm, mà chúng tôi cũng có gặp những cái trường hợp ngày 3, ngày 4. Rồi cái tình trạng tuần hoàn thì chúng tôi ghi nhận là có khoảng 6% các trường hợp là sốc. Và cái bù dịch chống sốc thì phải nói rất tế nhị, tại vì nếu mà mình truyền dịch quá lố, nó sẽ phù phổi và nó ảnh hưởng tim nữa. Thành ra là thường ngày vào ngày 4, ngày 5, ngày cái sốc chúng tôi ghi nhận, thì cái này nó cũng giống giống như là bên sốt xuất huyết, nhưng mà cái này cần phải nghiên cứu thêm. Và cái tổn thương tim chúng tôi xét nghiệm trên troponin Y với CKMB thì chiếm khoảng 10% là có tình trạng tăng men tim. Rồi tổn thương gan thì cũng ghi nhận 11 trường hợp, tức là chiếm 6%, có tổn thương thận là 10%, có quá trình tăng đông là chiếm tới 2/3 các trường hợp, hội chứng suy đa cơ quan khoảng 15%, và đặc biệt là chúng tôi ghi nhận có 6 trường hợp mà hội chứng viêm đa hệ thống mà gặp ở trẻ em tương đối đặc trưng. Thì trong cái mà cơ chế bệnh sinh á, thì ngoài cái tổn thương mạch máu tăng đông á, thì ở trẻ em người ta có nghiên cứu về vấn đề cái gọi là tăng áp mạch phổi, tức là nó tổn thương mạch máu phổi, rồi nó tổn thương cái hệ angiotensin, và nó ảnh hưởng đến, nó áp chế cái hệ mà angiotensin alpha 1 angiotensin, thành ra nó làm cho dễ đưa đến cao áp phổi và xơ phổi. Và cái hội chứng viêm đa hệ thống thì vai trò của đặt lên kinh sáo ở trẻ em người ta thấy là tăng rất là cao, cho nên nó là trong cái điều trị á, thì nếu mà mình cho cái kháng viêm thông thường rồi á, mà không bớt á, người ta cho thêm cái toxicizumab để mà mình chống cái entecavir kinh sáo.
Thì cái nghiên cứu của một số tác giả, người ta thấy rằng 60% các trường hợp là mình thấy là cái nhóm nó xảy ra là huyết huyết PCR thì âm tính mà huyết thanh thì dương tính, có nghĩa là nó có kháng thể. Thành ra cái nhóm này là cũng dễ bị bỏ sót, là tại vì nó về rồi nó bớt rồi xong rồi nó nhập vô lại, hoặc là những em bé đi vô với mình chẩn đoán Kawasaki, chứ thực ra nó không phải, là trước đó là cha mẹ bị nhiễm rồi nó nhiễm mà nó không có triệu chứng, thành khi vô mình thử kháng thể thì thấy tăng đó. Thành ra mà đứa này trước đó nó không có chích ngừa, thành ra chính vậy là cái nhóm này chúng ta lưu ý. Về cái phần kết quả thì đa số mấy cái trường hợp siêu hấp này thì chúng tôi vẫn sử dụng cái CPAP truyền thống của Nhi, phải nói cái CPAP rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì chúng tôi khó khăn vậy nè, cái nhóm lớn đó, nó bự con á, gắn CPAP vô nó hở đủ thứ hết, thành ra nó thở không được thì phải đành phải dùng HFNC của người lớn. Chứ thực ra nếu mà có cái canuin mà của trẻ em mà là lớn á, là ăn lợn lờ á, ba ăn lờ luôn á, thì mình thở vẫn hiệu quả chứ không phải là không có. Tại vì cái CPAP á, người ta chế ra là chủ yếu là cho sơ sinh trẻ nhỏ không à, nên trẻ lớn là mấy nhà sản xuất họ không sản xuất cái cỡ lớn, cái canuin, thành ra nó cũng gặp khó khăn. Nên chúng tôi cũng có đề xuất cho những công ty mình trang bị thêm cái này để cho cái vai trò của CPAP được nâng lên. Rồi thở máy không xâm nhập, ba cái nhóm này nói chung là cũng tương đương, cũng chưa biết ai hơn ai hết. Thành ra chính vậy thì nguy cấp thì chúng tôi khi mà thất bại một trong trong ba cái này thì chúng tôi phải cho thở máy luôn, và chúng tôi có hai trường hợp chạy ECMO. Thì ở đây có cái guideline của ETHNIC, tức là hiệp hội mà hồi sức trẻ em sơ sinh của châu Âu á, người ta thấy rằng cái khi mà cái biểu hiện nặng vậy đó, hô hấp nặng gì thì người ta đã ngay từ đầu người ta đã cho thở CPAP hoặc là không xâm lấn rồi, HFNC rồi. Bởi vì sao? Tại diễn tiến siêu hấp nó nhanh lắm, thành ra mình vô mình thở oxy, đối với mấy đứa này không phải viêm phổi thường, mình thở 1 2 ngày rồi từ từ mình lên, còn này chỉ cần vài tiếng thôi là mình phải lo mình lên một cấp cao hơn là CPAP hay HFNC hoặc là một cái không xâm lấn ở trên máy thở. Thì từ đó mình mới có những cái chế độ cao hơn là thở máy xâm nhập rồi nằm sấp rồi HFO rồi thậm chí là ECMO. Và cái CPAP hiện nay ở Anh Quốc người ta vẫn dùng khá phổ biến, chứ không phải là chỉ có ở những nước mà đang phát triển như Việt Nam. Rồi HFNC thì rõ ràng là đúng là nó có vai trò đó. Đối với trẻ lớn, trẻ nhỏ thì rõ ràng CPAP vẫn ưu thế. Và trong cái thở mà không xâm nhập á, thì chúng tôi thấy rằng là rõ ràng là cái beep nó cũng quan trọng. Thì đối với cái thể NL thì chỉ cần beep 8 đến 10 thôi, mà đối với thể H á, thì 10 đến 14 thôi. Bởi vì mình để cao quá thì chúng tôi cũng gặp những tình huống mình để cao quá thì oxy tốt đó, nhưng mà thở gần từng, mình tưởng SpO2 lúc nào bác em cũng báo là 98 99% hết, cuối cùng đến khi đùng cái nó qua sơ phổi rồi, lúc không có nhiễm trùng bệnh viện thì lúc đó trở tay không kịp. Thành ra là mấy cái này phải lưu ý ở cái mức mà tối đa thôi. Cho nên trong cái guideline hướng dẫn của trẻ em á, đặc biệt á, thì cái beep không được quá 14. Rồi ngay cả cái điều chỉnh á, FIU2 với beep đó mình cũng phải chỉnh cho nó phù hợp theo cái tương đối. Thì cái bảng là chưa giữ, cái bảng này là cái hướng theo cái dạng là beep thấp nè, thì mình giữ ở một cái mức là beep tối đa 14, và FIU2 chỉ tăng khi nào mà mình không cải thiện được với những cái cài đặt khác. Ở đây cũng có nghiên cứu là cái cơm đi ăn mà dưới 40 á, thì cái nguy cơ cũng tử vong cao. Mà trên cái máy thở của mình hiện nay á, là mình đo được cái đó, nó vừa đo cơm đi ăn động vừa đo cơm đi ăn tỉnh, thành ra mình theo dõi thêm cái chỉ số này nữa, nó cũng giúp cho mình trong cái vấn đề theo dõi cái diễn tiến của tổn thương phổi. Rồi về hỗ trợ tuần hoàn thì nói chung á, là sử dụng dịch ít tối thiểu và sử dụng bằng mạch sớm, và trong đó có vai trò của adrenaline rồi Myrinon, nó cũng có một cái bằng chứng về chống viêm, cải thiện huyết động và giảm được cái áp lực cá phổi ở trẻ em. Rồi thuốc Remdesivir thì mình cũng có sử dụng, là mà những cái trường hợp mà gọi là nặng mình sử dụng, là những trường hợp mà nặng quá thì theo khuyến cáo thì không sử dụng. Nhưng mà thực tế nếu như mà ngay từ đầu mình dùng rồi mà tới thở máy rồi ECMO thì cũng nên dùng thêm để cho nó đủ ngày, lộ trình thì từ 5 đến 10 ngày. Chúng ta lưu ý kháng viêm vẫn sử dụng là truyền thống là dexamethasone, và chúng tôi cũng có coi như truyền gamma-globulin và lọc máu liên tục một số trường hợp có tổn thương thận hoặc là cơn bão cytokine. Về tăng đông thì nói chung là trẻ em người ta cũng ít chú trọng lắm, nhưng mà rõ ràng là theo hiệp hội mà hàn lâm Hoa Kỳ Nhi đó, thì người ta thấy là một cái Dimer mà trên 5 lần bình thường thì người ta khuyến cáo là trong trường hợp đó phải có dự phòng, đặc biệt là cái nhóm từ trung bình trở lên.
Rồi trong cái lọc máu thì lưu ý cái tổn thương thận và cơn bản cytokine. Và chúng tôi cũng thấy trên thực hành lâm sàng á, chúng tôi cũng thấy là đối với nhóm thở máy mà ARF nặng á, có khi mình phải làm luôn, làm sớm, lọc sớm bằng cái học lọc máu hấp phụ cytokine để cho nó ra. Nó ra thì lúc đó mình sao cũng được. Còn cái khúc sau á, nếu mình để nó dây dưa trên cái máy thở trên 1 tuần là lúc đó nó dễ nhiễm trùng bệnh viện lắm, tại vì mình dùng corticoid, đề xa rồi dùng đủ thứ á. Thành ra là nó bị yếu tố nguy cơ dữ lắm. Thành ra là cố gắng đối với trẻ em, không biết bên người lớn sao, cố gắng rút ra khỏi cái máy thở càng sớm càng tốt. Rồi bên cái ECMO á, thì nó có cũng có chỉ định chung của ESO, người ta cũng nhắc về vấn đề là cái chỉ số B trên Y rồi, từ 60 đến 80 mà trong vòng 3 đến 6 tiếng. Rồi cái BOC, cái chỉ hình thứ hai là BCO2 trên 60, rồi nó toàn máu hóa, toàn hô hấp á, dưới 7 pH dưới 7,25. Tuy nhiên á, thì đặc biệt là cái chỉ số OI trên 40. Tuy nhiên thì trên lâm sàng á, cũng khó khăn lắm, tức là các bạn tính rồi có khi nó không đúng nữa, hiểu sai về các chỉ số áp dụng đơn vị rồi đó. Thành ra chúng tôi cứ đưa một cái tương đối thôi, tức là một cái bip khoảng 12 14, IB khoảng 20 22. Đó rồi một cái FIO2 thì 60 thôi. Rồi B trên F là dưới 100 thì mà đặc biệt là oxy nó dưới 90 hoài thì là có khi là phải xem xét ECMO sớm. Tại vì là các bạn cài FIO2 mà 80% á, lúc nào cái FIO2 nó cũng tốt, nhưng mà thực ra là lúc đó cái phổi nó bắt đầu nó ngày ngày cái tổn thương nặng và nó sơ phổi rồi bị đủ thứ về barotrauma rồi bị về oxy liều cao, nó ảnh hưởng đến phổi lắm. Thành ra là cái này nếu như thực sự trong tay mình có ECMO thì mình có chỉ định là mình làm, còn không có thì mình mới điều trị những biện pháp khác. Thì thực tế mà nói thì ở ở trẻ em thì người ta ít có chạy ECMO, ở các nước cũng như vài ca thôi thì cái tỷ lệ cũng cứu khoảng 50%. Ở bên người lớn thì ESO ta tổng kết cũng mấy ngàn mấy chục ngàn ca đó, thì ta chạy thì tỷ lệ cứu sống khoảng 48%. Thành ra là các anh chị thấy là cũng cứu được một nửa thôi chứ không phải cứu được hết. Thời gian nằm hồi sức thì khoảng hồi sức nhiễm đó khoảng khoảng 10 ngày. Thì tử vong chúng tôi có 4 trường hợp, trong đó có bạch cầu cấp, dòng lympho, dòng tủy, rồi suy thận mạn ha. Có một trường hợp là cũng đáng tiếc là cái bé này nó 100 kg, 15 tuổi, đó là dư cân đó, thì mình chạy ECMO trễ quá. Tại vì mình thấy oxy tốt quá, tới ngày thứ 9 mới chạy thì lúc đó nó nhiễm trùng bệnh viện. Mình chăm sóc cái nhiễm trùng bệnh viện khó khăn. Thì đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi hỗ trợ cho các bé về các cái hệ thống về CPAP rồi HFNC rồi thở máy lọc máu rồi chạy ECMO. Chúng tôi cũng hỗ trợ thêm cho bệnh viện Nhi đồng 2 chạy ECMO thì giống như mình báo chí đăng đó, có 2 trường hợp cứu sống. Rồi trường hợp nữa là cái bé này hội chứng viêm đa hệ thống thì vừa truyền gamma-lulin, truyền sulomiron liều cao rồi lọc máu luôn thì cháu mới tỉnh lại được. Rồi đây là cái trường hợp mới nhất đang nằm ở Nhi đồng thành phố. Thì hiện nay thì mình cài được ECMO rồi, cái bip nó là mình được 10, IB khoảng 14, tỉnh táo. Bây giờ cứ mong là nó đừng nhiễm trùng bệnh viện thì rút ra sớm. Đó thì phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp ở hội trường và các đầu cầu.